Đứng gió, đứng nắng thì nó đỡ mà. Bây giờ 11 giờ rồi ta. Ơ tôi cầm này cho mẹ cái em tôi. Anh tôi ăn khác không? Đưa em khác không? No way. Nói, please, nói sấy. Đấy, chị em ngồi ăn bánh. Bên kia nó nói cái gì mà bên kia nó có cái talk about cái new service nó provide cái đó hả? Ừ, đáng lẽ là 10 rưỡi bây giờ này nó còn chưa start nữa. Vậy hả? Yeah. I introduce cái new service đó, nhưng mà I have to go. Hai chị em ngồi ăn bánh kem nghiêm chỉnh quá nhỉ? Phải Liên khôn quá, phải Liên là ngồi đằng sau cái đó để cho nó che nắng con hả con? Bánh kem ngon không con? Phi Liên? Đó gì? Yummy không em? Em ơi! Yummy hả em? Em có cảm ơn cô giáo không? Cô giáo cho có cảm ơn không? Ai chị em? Hả? Mo hả? Nô em muốn gì? Em nói gì mẹ không nghe thấy. À, Cherry khóc hả? Không, chị đi theo, xong rồi đang nói chuyện với chị Ma kìa, nó chạy ba lăm nhăng kìa. Tại mỗi khi nó chạy, mình chạy theo nó. Bà mẹ mẹ tôi đang mãi nói chuyện với con Ma, thế là không hiểu. Trời ơi, nhìn hai chị em ăn uống nghiêm chỉnh chưa từng thấy nè. Ơi, Lô Xì ơi, ăn nữa không? Ai uống nước, mẹ lấy nước nhá. Mẹ lấy nước nhau. Ok. Phê Liên, uống nước không? Mẹ lấy cho. Chạy lung tăng, tôi không có. Con muốn nước làm ơn. Chạy lung ta lung tung. Cái butterfly đâu rồi? Sao con? Hai chị em ăn bánh ở trường cô giáo cho. Hôm nay được đi chơi rồi mang đồ về cô giáo còn cho bánh kem nữa trời. Thế là nhất luôn rồi gì đấy. Hôm nay em không nghĩ là em đi lên đây đâu chị Trang. Em nghĩ làm ra bên kia kìa, em đi tới đây mới nhớ ra. À, tức là cũng biết về cái này hả? Em biết rồi, nghĩa là em biết từ lâu rồi, nhưng mà em không... Chắc còn ở đây xin cạnh thêm mấy cái đứa. Đang có cái hội này gì đấy. À, cứ chơi ở đây đi, còn thích thì quay lại chơi, giúp thì ai quay lại. Yeah, đây thì tốt hơn nhiều. Thế là người ta kéo sang đây hết rồi đó chị. Ờ, thế là bên playgroup ai đấy? Người ta gọi là Grand Opening Day. Đúng đây là cho mấy cái đứa như Phê Liên này chị, sang năm nó đi học á chị. Đâu xin uống nước đi em. Phê Liên đưa bình nước cho em con. Phê Liên. Bánh kem ngon nhỉ chị nhỉ? Nhưng mà bây giờ người ta bảo ngon. Bánh là chung hết cả chai ke, cả chai rút, cả bên trường cho bọn nó thì chung hết. Dạ. Người ta tổ chức cùng. Em nó không thích ăn bánh kem đâu, nhưng mà cái này nó ngon, nó không có quá ngọt đúng không? Nó vừa. Cái gì để con để trên đó chút xíu mà cầm thôi, để xuống. Em ăn ngon không? Em có cái mặt của em nào? Chị quên hẳn cái vụ làm sushi đó. Hôm trước cũng hay làm. Đặt đất cho mẹ giặt kia lắm, còn để trong đất đi. Bánh kem thì chắc là phải mấy chục, tài mấy inch ấy nhỉ? To lắm. Ôi kìa, ở ngoài mà lại xử tí. Nó ra playground ra. Có chị, à hôm nay ở nhà. Cẩn thận nha ông em. Ăn xong chơi nè. Chị này chị cũng trèo leo, chị không có vừa đâu nha. Ngày xưa chị bé chị hiền lắm, chị nhét lắm. Mà giờ chị lớn chị cũng quậy lắm. Trèo leo. Yes, em đang gọi Cherry chơi với em. This is the blue stuff and the blue is Play-Doh. Sao? The blue is Play-Doh. Blue. Con cắt đi đi con. Cái đó về nhà con chơi nha con. Cô giáo trò đó. What mama want to play? Cái này là hay chứ. Yeah, nhưng mà cái này nghe bọn lớn lớn á, bọn Con cầm không con để đất mẹ không giữ giữ được cho con để đất giùm mẹ đi con. Đi con, để đất giùm mẹ đi con. I have an idea. I want to see the one away. Hey mom, don't forget to get this one. Really? Don't forget to get mom. Đây, bãi cát ở trong sân trường đây. Trường nào cũng có cái bãi cát như vậy cho trẻ em nó chơi đó. Nhiều người tưởng dơ chứ không phải vậy đâu. Lúc nào họ cố tình họ tạo cái bãi cát chỗ đời đâu cũng có hết đó. Họ làm bãi cát như vậy cho trẻ em nó chơi, nó nghịch cát.
ngay trong sân trường. Chia với mẹ đi nào, say hello chia mẹ đi con, hai đứa ơi. Quay ra đây chia đàng hoàng nào, thôi mẹ cho đi về nhá. Chia nào. Chị Phê Liên chia với mẹ đi nào. Chia đàng hoàng, chia kỳ cục vậy. Bye bye mọi người đi, con chia bye bye đi nào, bye bye ông bà ngoại đi. Cho ông bà ngoại xem các cháu ở đây quậy như vậy nè.